Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Nhật Bản, Mỹ, Australia và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Đây là kết quả cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của bốn nước bên lề Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào hôm qua. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã cùng những người đồng cấp Mỹ, Australia và Philippines thảo luận và cùng khẳng định tầm nhìn về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời xác nhận sẽ nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn này tiếp tục phát triển. Các bộ trưởng cũng đã thảo luận về những vấn đề khu vực cùng quan tâm và cơ hội mở rộng hợp tác. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cùng người đồng cấp Mỹ và Australia cũng đã có cuộc gặp riêng, trong đó cam kết tăng số lượng các cuộc tập trận chung, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về môi trường an ninh ở biển Hoa Đông và Biển Đông trước những hành vi quân sự hóa các tranh chấp. Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore khai mạc sáng 3 tháng 6 với sự tham dự của hơn 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia.